Hello, kính chào tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube của em nhé. Thì hôm nay miền Bắc bắt đầu đón một cái đợt lạnh rất là dài và rất là lạnh, rất là sâu luôn. Bình thường thì anh em thấy em lạnh đến mấy thì cũng mặc áo cụt tay, nhưng mà hôm nay thì phải nói là rất là lạnh. Nhưng mà trên bức của em thì nó bắt đầu là nó chơi rồi, nó hot rồi, hôm nay bắt đầu nó ra tí đuôi. Nhiều anh em đi bảo chơi trò này khó mà thực sự là nó dễ. Anh em cứ có những cái con chim hay thì kết hợp với lại cái chăm nữa thì là dễ hơn, nhưng mà gì cũng cả. Con dễ chơi, con này không dạng là chim dễ chơi. Con này thì nó con chim được hơn 1 năm tuổi thôi. Chim này con chim non ghép đẻ lên anh em ạ. Hơn 1 năm tuổi một tí thôi. Thì con chim mà tương đối là lớn hơn. Thì anh em chọn những con chim nó dễ chơi một tí thì là mình đỡ bị nản. Mặc dù là có thể là nó cao hơn bình thường. Anh em mua chim trên mạng, mua những con nó rẻ nhưng mà đồng nghĩa với những con đấy người ta chăm khó chơi lắm. Những cái con đấy nó cũng là những con khó chơi nữa thì là nó cũng khó. Con chim này thì chăm tương đối là tốt rồi. Dế đây, anh em thấy giọng này to đúng không? Chè của em ăn đa số là ăn và thì nó mới đục. Một ngày cho khoảng 15 con dế bạc. Em bán cả bạc mua bán đặt cả nhắn vào số Zalo của em để phơi cho người ta. Em cắm bạc con này thì cũng ngon, mình chỉ ăn cắm bạc thôi cho nó ngấm dần là nó sẽ chơi. Còn ngày em chỉ cho bộ phun thêm dế thôi. Những ngày lạnh này thì bộ phun thêm khoảng 5-6 con sâu lột, sâu rồng lột nhá. Em thì đa số là em mua sâu rồng về xong là em cho bí đỏ và với lại cám nô và cho nó ăn, thì là con sâu nó sẽ lớn lên mà nó sẽ lột, nó lột vỏ để nó lớn mà. Thì ban đầu là em lấy những cái con sâu lột để cho chim ăn thì nó sẽ không bị nóng, con chim vẫn béo và khỏe hơn là mượt mà luôn. Đây con chim này 2 ngày chưa tắm lông rất mượt, lông trắng phau à, anh em thấy không? Đấy. Anh em nào mà đặt cám bạc ở phía dưới nha anh em nhé. Con nào mà khó lên lửa thì anh em chặn cám bạc. Ok, cảm ơn cả anh em nhé. Thank you.